Gái ăn mắm hả? Dạ. Tại sao vậy em? Dạ tại vì em thấy cũng em cũng có nhiều điểm chưa có ưng lắm. Chưa có hợp nhau. Dạ, đúng rồi. Hút thuốc thấy chưa? Hút thuốc không có tốt rồi đó. Giờ muốn kiếm vợ bỏ thuốc trước cái đi. Nhiều khi con em nhậu có nó hút thuốc này nọ vậy thôi. Có nhậu thuốc nữa. Khuyết điểm ha. Dạ. Thôi mình đường tình duyên mình sao? Dạ, em có vợ nay thôi gần 3 năm rồi. Cái vợ được ở vợ được mấy năm? Ở vợ được gần một năm. Gần một năm thôi? Dạ. Có con chưa? Chưa. Lý do sao chia tay vậy em? Trước thì cưới vợ trễ, cũng người lớn mai mối này nọ rồi. Cũng chưa có lâu rồi. Sau này thấy cũng được được rồi cưới sao về không hợp rồi chia tay. Mời nhà gái. Đừng tình duyên của mình như thế nào? Dạ em ly hôn 10 năm rồi ạ. Em có con? Em có một bé trai 14 tuổi. Bây giờ là bé ở với ai? Dạ bé ở với lại ông bà nội với ba. À hả. Hai bên đều có gia đình hết. Bên kia có đứa con mà ở với ba rồi ha. Vậy thì hai mình là có thể thoải mái, tự do, không có ràng buộc gì hết. Mình giấy tờ ly hôn xong hết chưa các bạn? Dạ rồi ạ. Rồi em trai? Em xong hết rồi. Xong hết rồi. Bây giờ em muốn tìm một người yêu thế nào? Một người bình thường giống như là hiền, biết lễ phép với ông bà cha mẹ, với đừng có ràng buộc quá, kịp kiểm tra này quá. Không cho người ta kiểm tra luôn. Có vừa thôi. Mà mình có minh bạch không? Có. Minh bạch là được. Minh bạch là người ta không kiểm tra đâu. Rồi đó là mong muốn của anh. Còn cô gái của chúng ta thì thế nào nè? Dạ em thì mong muốn kiếm một người không có gia trưởng, lại có công việc làm ổn định, với lại biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Mình có hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ giống như anh Quỳnh Linh. Khó có lắm. Nhiều lắm á, bạn phát hiện ra thôi. Nhiều người giống Quỳnh Linh lắm á. Rồi chào em gái. Dạ em chào anh. Dễ thương quá. Thật ra thì dạng như anh Quỳnh Linh á, nhiều lắm. Nhưng mà có cái mình không phát hiện ra thôi. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ phát hiện ra. Mày cao hơn Quỳnh Linh không? Đẹp trai hơn nè, trẻ hơn nè, đúng không? Nhưng mà hơi hiền đúng không? Dạ. Quá. Bỏ thuốc uống rượu được không? Giảm từ từ. Bỏ luôn được thì tốt anh ha, tại vì nó không có tốt cho sức khỏe đâu. Anh gặp em, anh thấy em sao? Thì đầu tiên thấy em nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, cũng hiền, dễ thương, chóc dáng cũng cao, xinh quá. Nãy em nghe không rõ là anh có hút thuốc hay là với lại... Đúng rồi, có hút thuốc. Cái đó mình có bỏ được không? Đó em thì được. Em không thích. Hút thuốc thì bỏ được, còn như nhậu thì lâu lâu đám tiệc thì mình dùng ít được. Dạ. Rồi bây giờ tương lai thì sao? Em trai hỏi đi, còn bao lâu mình bước tới được? Thì em thấy như nếu mà mình quen nhau thì thời gian nó bao lâu thì có thể tiến tới được. Cái này thì để mình tìm hiểu coi thấy là nếu mà được thì cũng tùy theo lúc đó nữa, nếu mà tìm hiểu được. Em cái này em cũng không có dám hứa là bao lâu, tại vì em cũng đã từng gãy gánh rồi và 10 năm nay em cũng không quen ai hết, nên em cũng rất là sợ. Mình phải tìm hiểu cho kỹ, em cũng không có muốn là bị gãy gánh thêm một lần nữa. Vậy thì á là em hãy nói cho nhà gái biết á, em đã chuẩn bị cho gì cho cuộc hôn nhân này rồi ha. Dạ. Đó, em lấy vợ về ở đâu, định hướng thử xem. Thì giờ để hỏi vợ, như vợ bây giờ là lập nghiệp ở đây luôn hay là về quê ở? Dạ nếu cái công việc của em thì ở đây thì nó sẽ tốt hơn. Em cũng sống trước giờ ở trong đây à, nó cũng quen rồi, mà em cũng chưa biết, em cũng chưa có suy nghĩ là mình sẽ đi về một tỉnh nào hết. Cái đó là em chưa có suy nghĩ tới, thì cũng chưa có biết được. Nếu mà một người nào đó mà thấy ok được, em cảm nhận được á, thì lúc đó có thể là mình suy nghĩ lại, tính lại. Nếu muốn lập nghiệp đây thì như anh làm trong đây cũng được, chứ đâu có gì khó đâu. Nhưng ở đây á là bây giờ nhà cửa làm sao? Anh có chuẩn bị gì, đất đai nhà cửa gì chưa? Em có nền nhà ở Đồng Nai, nhưng mà không, sau này không ở thì sau này bán về đây mình mua chỗ nào mà xa xa rẻ rẻ, từ từ mình gom tiền mua thêm. Đồng Nai là ở đâu? Đồng Nai, Nhân Trạch, Đồng Nai. À, được đó. Nhân Trạch thì sắp sửa bắt cái cầu qua rồi. Thật ra ở Nhân Trạch khi bắt cầu thì đi qua lại rất là nhanh luôn. Vậy là cũng có chuẩn bị hết rồi. Rồi bây giờ là lấy vợ về có phải làm dâu làm gì không hay là sao không? Giờ mình làm được ở đâu mình ở đó luôn, chứ không cần phải làm dâu rồi. Mà em hỏi bên kia có ghen không? Em có ghen nhiều không em?
Dạ, nói chung thì nếu mà đã yêu thì sẽ có ghen ạ. Nhưng mà em nghĩ là sẽ lớn là cũng có kiểm soát được. Chứ em đã nghĩ một khi mà đã yêu là sẽ có ghen. Anh sợ kiểm soát lắm á. Anh này là anh sợ nhất là kiểm soát. Điện thoại sao? Có cho người ta kiểm soát không? Được, điện thoại thì coi thoải mái. Đâu có gì đâu. Em nghĩ nếu mà mình không có gì hết thì không sao. Bây giờ mình trong sạch thì đâu có ai kiểm tra. Hay là không có gì mờ ám thì em nghĩ rằng là không ai kiểm soát vậy anh. Còn tiền bạc sao? Kinh tế ai giữ? Thì làm thì tiền gửi vợ giữ thì nọ ấy. Mình chỉ giữ ít, mình xài đổ xăng này nọ đi tới lui thôi chứ. Giữ nhiều cũng xài hết. Rồi bây giờ chỗ bước đó, tới chi tiết đó là được đó nghe. Bước tới nắm tay cô gái đi. Đó. Lạnh quá. Anh cảm nhận về cô gái này như thế nào khi mà anh đã nắm tay cô gái ấy? Thấy cũng nhìn cảm giác hiền với cũng chân thành. Thấy cũng thích. Nếu được em làm vợ thì sau này em sẽ cố gắng chăm sóc cho em để em không khổ như những thời gian nào đó. Rồi chuyện con cái. Con cái em sanh một hai đứa. Này anh có bé nào chưa? Chưa. Dạ. Thì nếu mà tiến tới được thì một bé hai bé gì cũng được ạ. Tại em cũng lớn rồi, em chỉ sợ là mình có sanh được nữa hay không thôi. Bây giờ thì hai bạn để tay nút bấm đi các bạn. Chúng ta đưa ra quyết định nha. Ngọc Lan sẽ đếm và sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan, hai anh chị sẽ đưa ra quyết định của mình ha. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm hả? Dạ. Tại sao vậy em? Dạ tại vì em thấy cũng em cũng có nhiều điểm em chưa có ưng lắm. Chưa có hợp nhau. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Hút thuốc, thấy chưa? Hút thuốc không có tốt rồi đó. Giờ muốn kiếm vợ bỏ thuốc trước cái đi. Nhiều chàng trai trên đây cũng vì hút thuốc mà mất bồ đó. Em thì nhậu thì có thể được, nhưng mà hút thuốc em không thích lắm. Thấy chưa? Chỉ có vậy thôi. Thôi giờ xin số điện thoại đi. Khi nào bỏ thuốc được liên lạc rủ cà phê biết đâu được ha. Dạ, em có thể làm bạn.